Thưa quý vị, tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV vừa lên kế hoạch đầu tư 5 năm giai đoạn 2016-2020. Tổng nhu cầu vốn hơn 31,6 ngàn tỷ đồng, tập trung đầu tư nâng cấp các sân bay lớn. Đại diện của ACV cho biết phí sân bay sẽ phải tăng theo để phục vụ nhu cầu. Thông tin từ ACV cho hay, trong 5 năm tới, ACV ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cho các cảng hàng không có lượng khách tăng trưởng cao như sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc, v.v. V tổng mức đầu tư kết cấu hạ tầng lên tới hơn 31,6 nghìn tỷ đồng. Ông Đỗ Tất Bình, phó tổng giám đốc ACV cho hay, về nguyên tắc, vốn đầu tư các hạng mục hạ tầng trong khu bay được thực hiện toàn bộ bằng ngân sách nhà nước. Khi chi phí đầu tư tăng cùng với trượt giá, thì chắc chắn phí dịch vụ sân bay sẽ tăng theo. Tuy nhiên, phải vào hạng mục cụ thể mới tính chính xác được là tăng bao nhiêu. Trước đó, giữa năm 2016, ACV đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho tăng phí dịch vụ hành khách nội địa tại 7 sân bay. Tuy nhiên, đề xuất này chưa được chấp thuận hiện acv đã trình kế hoạch lên bộ giao thông vận tải để xin ý kiến thủ tướng